Ăn. Anh em xin chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Này anh em này, xuống lại cái lán mà từ đợt trước anh em làm ở bên kênh gió thổi qua rừng. Đây để có cả rau thơm nhỉ. Tí nữa trời tới tối là anh em sẽ đi soi thì xem. Nước cạn cạn. Ếch. Nước cạn lắm. Tối nay là hay có cua với ếch là nhiều này. Chắc là rậm quá nó không, nó chết hết rồi, không thể lên được. Bây giờ anh em ở đây là không có trâu nhá, bây giờ là kiểu người dân người ta thả trâu là nó vào đây là rõ là ghê luôn này. Chắc sàn chắc vẫn còn được ấy chứ nhỉ. Ồ cái sàn này bị sập này. Còn cái sàn này, sàn này trước này, ớt này. Trước một gốc dưới kia chắc chả mọc được nhỉ. Kiểu là không có đất. Ôi, sọp ngay. Không ngồi được. Sọp ngay. Ngồi đây, tôi ngồi bằng bằng này. Dày là chuối lên ngồi đây thôi. 21 sắt này ai lôi ra bỏ đây này. Con trâu đẹp này. Trâu rừng. Đấy hay không ớt kia trồng vào đất cho nó mọc ạ. Lúc nào lên đây có ướt mà ăn, mũm gốc ra. Ra hai nhánh nhỉ. Trước nhất cái gốc chỗ kia thì trước rõ là to mà. Trồng đây sợ tí trâu nó ấy lấy về mà trồng. Tí trâu nó cũng đạp hỏng hết. Nóng tí củi nó đốt vắt nhỉ. Vắt rồi. Anh em tranh thủ chơi chưa tối rồi. Đi hái lấy một ít rau đó. Mùa này rau dớn đang ra đẹp ấy. Ở rừng non non này là hay có nó ra đẹp lắm. Chỉ sợ trâu nó ở này nó chả lên được ấy nhỉ. Từ lúc chưa gặp ngọn nào luôn. Phải xuống đoạn dưới cái khe nước này rồi. Thấy có cây đấy mà chỉ biết có ngọn không. Ủa ngọn nhiều lắm. Ngọn nhiều lắm. Hơi già mất rồi. Ủa vẫn được. Từ xa này chỉ có anh hái đâm ra có nhiều ấy. Phải gần nhà thì sẽ không có như này đâu. Gần nhà là người ta hái liên tục. Với ngọn này nhìn mập này. Quá mập luôn. Này trâu ở bận quá nhỉ. Này mà nó nóng một tí nhỉ, nó càng ra nhiều nhỉ. Bây giờ còn chưa nóng mấy nó ra nó vẫn còn xấu xấu. Được mỗi mấy ngọn nó mập.
bắp xào tỏi. Xào tỏi này quá ngon luôn. Xào tỏi mà có một ít giấm mẻ nữa thì càng ngon luôn. Tiếc quá anh em đi lại càng lấy giấm mẻ đi. Để có chỗ rất là tốt luôn. Thực ra là chỗ này là vừa mới hái nha, còn đoạn trên đường quay lại kia là anh em để đâu 3-4 chỗ đi xuống này, lúc quay lại mình cho vào túi mình giữ. Ghê nhỉ, lâu chả ai hái nhiều thật chỗ này. Anh em hái đây. Còn túi nào nữa không? Một túi này. Cái nhọc kia còn nhiều lắm, nhiều phết này, nên mà không tối cố hái hết được ấy. Hết túi rồi à? Đâu xem trong ba lô ấy. Ui, hết túi rồi. Củi tắt luôn này. Này, chờ một lúc nữa là đi soi được ạ. Vì trời cũng chập chập tối ấy mình ạ. Hai anh em tranh thủ xuống đoạn dưới kia xong soi lên, chờ nó tối hẳn đi không soi lên, không soi từ trên này xuống khó thấy lắm. Ngồi toàn ngáp, may mà không ngáp phải ruồi nhá. Phải không? Biết qua đèn qua thì đi dâu. Được không? Anh em đang xuống nhưng mà lại gặp một con rồi. Chú đầu tiên. Chỉ nữa quay lại soi mà dễ thấy. Anh em đang đi chỗ này có một cây đổ mà có một chùm lan đuôi chuột này. Đang ra non đẹp nhỉ. Được. Đẹp ghê nhỉ. Cây mục. Anh đổ. Anh lấy về anh trồng. Đổ hơi bị lâu đấy. Đổ lâu. Mập hết. Đuôi chuột. Mùa này anh sắp ra hoa đấy. Là cái loại đuôi gà kia sao? Có... chưa thấy cái nhú nó ra nhỉ. 1-2 tháng nữa. Xem còn chùm nào không.
đây có mà còn cái loại gì thôi, thằng búi luôn này. Con to hơn là đủ này. Mỗi chùm đáy nhỉ, mỗi chùm đáy thôi mọi người ạ. Đây là toàn loại lan gì thôi, lan dây, lan búi. Tự nhiên thấy đổ soi lên nó thấy ngay đây nghe phần đất ấy, đất thật lử đi mỉm đi trượt một phát xuống tận dưới được mà. Một em rất là to. Ôi đất, tí nó nhảy mất. To đấy rồi. Này, kiểu nó chưa kịp ra thôi nhỉ. Nó trong búi. Vẫn đang trong chỗ rậm rậm nhưng chưa ra ngoài. Nó cũng đồm trầm to, tạnh đấy. Ừ. Đây là còn nước nhiều nhỉ. Ừ. Nó to ra nhiều. Tại loại này nó cạn nước quá. Lại em nữa. Ui. Ui, con cua à? Con nào như kiểu thấy như kiểu nó lặn chứ. Bé. Cú bé thôi. Loại bé ăn này. Thì nó rát hết lưỡi ạ. Cô to to bỏ bắt. Nó lâu được một con thôi mọi người ạ. Soi mùa này vẫn chưa phải cái mùa của nó xuống. Chỗ này có một con này chả biết phải không này. Ở tận trên búi này. Ngoé. Ngoé cũng bắt. Phải không? Bé. Bé ra. Tận trên này nhiều. To to bắt hết. Có lại nướng ngon mà ngoé. Tôi chìm cái kiểu ấm ấm kìa. Người biến thật. Người biến thật. Bé thí mà mắt to ghê thật. Tôi tưởng là... Ôi, này, này. Có một con đây rồi. Ít trơn. Tôi tưởng ít trơn, ít biến. Loại đấy, đứa bé mắt nó to. Ui. Để chui vào đúng cái chỗ của trâu thế. Trượt mềm mềm kiểu hòn đá. Thế là mất một con. Chui chui vào đúng cái chỗ của. Đấy của trâu, hơi bị buồn. Thế nên em chả bốc một ít để làm tịa. Lại nấu loại chuối nhỉ. Lấp rồi, như nhảy. Ui. Mẹ. Mẹ. Ếch chim. Kiểu này đồng động. Mẹ. Chắc một con đấy thôi. Ếch chim. Giống đá có nhìn nhỉ. Ừ, con này giống đá. Ôi, chưa à? Như kiểu nó chui vào cái dao này rồi mà. Con đá ở trong dao này. Dạ. Ừ. Cái bật cả ngửa lên rồi mà. Chui vào mồm đá này. À đây. Đâu, cái thế. À. Đi đâu thế mà vẫn nhanh nhỉ? Gãy lưng. Gánh còng lưng. Còng lưng vẫn nhanh lắm. Không có cua nhỉ? Sớm được một con to này.
chứ nó chẳng được kêu. Chính ra chưa chưa phải mùa nó kêu thôi nhỉ. Trên rừng già hôm mình lên đấy là nghe kêu rồi mà. Trên đấy chắc cạnh nước to, xuống nhanh, xuống trước. Chui vào trong mồm đá đấy cả. Đây rồi. Tưởng chui vào mồm đá rồi. Lặn mất rồi. Đây này, con con nhảy thoát vượt nó này sao? Đấy, phải không? Về. Chui vào lũ. Đôi nhảy con mắt to ở đây đôi nhỉ. Không to mấy, bình thường thôi. Thế mà thấy mắt to thế. Ù, cái con quang quang với con dĩm là nó nào này. Bày vào bóng ghê thật đấy. Đấy, trơn. Chuối này chẳng có to mấy nhỉ. Tầm tầm bé bé. Loại vàng này nó chỉ bị tầm đấy thôi. Loại đen đen, màu đen đen thì nó to. Đôi đá nhỉ. Vàng còn chọc chọc như kiểu cái loại ngóe, cho nó cũng lai ngóe nữa. Chỗ này còn cua mà chả có mồi. U lại vào mất rồi. Chả có mồi để lừa ấy. Nãy tưởng nó to to ở đấy thì làm lồng động kiểu gì nó cũng ra. Buộc cái lồng lòng cái nội tạng của con ếch này. Lừa bằng đưa con này mà thôi. Rõ là to. Sẽ điện soi điện sáng dám ra không? Có soi vào chính lỗ thôi. Ui gắp luôn rồi. Bành thế thì gì sẽ ăn luôn. Ui được ra. Đấy, ui. Ui to, to lắm con này. Khôn phết này. Mình đi xa xa ngoài này thôi, tin tành khăng bò ra. Đâu ơi. Chặt một cái cây xong đâm hộ một phát vào đây để không cho nó vào để bắt đó. Ngay đấy rồi. Đấy nó thò hẳn ngoài này rồi mà chặt chịu ra ấy. To lắm đấy con này. Thì đâm bên đấy thì không phải đâu, bên này mà. Lỗ nó bên này thôi. Đầu bên này à. Đấy, 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 đấy. Nào mà móc được nó nhỉ. Anh lấy cái cây nữa đâm tiếp. Hả? À? Giật càng đứt đi. Giật cả được đâu. Kẹp kẹp mạnh vào không nó bò vào ạ. Bới cho nó rung rộng tí ạ. Càng nó ghê thế. To không? To. À, à. Ui, ui, ui. Ui, tuột rồi. Chui vào rồi à? Đấy, chui vào. Lừa lại mà còn chịu ra không? Phí ghê, to ghê mà. Mẹ này. Sợ nó hốt rồi. Ui, sầu thế, này chạy mất rồi. Hốt rồi. Đi nó bắt được rồi mà. Không cầm được càng nó. Tại cái cây này mình cây mềm quá. Gần cầm được càng nó chứ mà. Cây mềm quá nó chả đấy được. Thôi. Làm nữa muộn rồi. Thank you.
từ gần từ con, con hai từ con ấy, hai từ con nhiều thế nhỉ, mỗi hai con rồi đa, hai con lại chia con, nhiều thế, tới cái mâm nát, con ra vị luôn nhỉ, ra đảo đi nhỉ. Anh em chuẩn bị tác chiến rồi. Đói lắm rồi. Con này là con này là Ngọc tranh con cú mèo này. Thấy nó đang gấp đang định ăn mà nó bay mà nó thả xuống là Ngọc đi nhặt luôn. Tí nữa con được con cú mèo ném chẳng phải. Ném trượt. Rồi anh em mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Chiến đâu rồi? Làm em mơ mập này. Nóng lắm chả ăn rau dớn nữa. Từ lúc mùa lạnh đến bây giờ. Rồi anh em chả vặt làm luôn cả ngọn này, mò tay cho nhanh. Ăn dài nên sướng. Nghe mà trần qua nộm nhỉ. Ăn cũng được nhỉ. Nộm là đủ gia vị đúng không? Ừ. Tỏi này vẫn gọi là thơm. Món ếch anh em đi soi này. Đây là ếch trơn này. Ngọt thịt lắm đấy, nấu với nón chuối này. Nghe thấy hôm nào phải mưa to to cơ. Đi soi phải bài. Ngọt thế đấy. Cứ mong mà có rau thơm mà là lốt mà cũng chả thấy cả lên nhỉ. Thịt thịt. Thịt thịt. Rậm quá. Ngày châu vừa mới sang phá nó một tí. Làm tí nó chuối nó xem rừng này. Ngọt lắm. Lâu lắm chả ăn. Ừ. Mềm nhỉ, nhiều nhanh. Kiếm do nó ở cái sàn nữa. Nghe mùi thịt. Ai xa. Chiến mỗi thằng em siêu mini này. Có ngay được không đấy? Sự dài nhỉ. Thịt trâu sấy. Có giòn không? Nãy nhầm đốt nữa. Ôi. Đốt nó giòn quá nhở. Chính ra phải hấp ấy. Này thì có ấy uống bia phải ai. Giòn. Này lúc là nộm gia vị hết rồi đúng không? Ừ. Ăn rửa mắc khém hết. Nó nào cái thơm thơm. Ăn luôn là vừa. Đừng chấm á. Cứ tầm à? Chấm lại mặn. Mấy con này ăn nó giòn lắm rồi. Không bỏ một tí xương nào luôn. Ăn đấy không? Ăn miếng. Miếng của bé này. Thơm. Cái nào chim ăn mỗi miếng thôi cả. Ừ. Ăn không cay à? Không khoái mấy. Ăn con chuột ăn trộm của cú mèo ấy. Giòn ghê. Cái kiểu nhà bánh da á. Trong túi có tỏi mà. Ăn rau dớn này. Rau xào tỏi còn ăn tỏi nhiều. Hè lắm. Rồi. Anh làm cái thịt ăn xé chỗ này. Ngon. Chuột có phải chuột xé. Chúng ta nướng rồi mà chặt ăn nó vẫn mất ngon.
cũng xé này ăn xuống. Là cái đuôi vẫn đi. Làm rồi, nhắm đuôi. Mời mọi người nhá. Làm em đuôi chuột. Cú mèo làm rơi. Cướp của cú mèo. Kiểu gì tối nay nó cũng chửi. Miếng ăn đến mồm nó còn mất. Lúc quên cầm lá đi, cầm lá đi được. Phí nhờ. To hơn chú mèo. Con này nó cũng vừa bắt được. Đoạn cổ nó tụ máu. Kẹp. Móng chân. Nào con cú này chúng nó vẫn là số đen. Không gặp em không gặp anh em là số nó còn đỏ. Gặp anh em là nó mất ăn rồi. Cuối cùng lại thành mồi của anh em. Bắt được, bắt được quá nhiều luôn ạ. Dài hơn ít chun. Chiến rồi. Nhưng ra mình ăn kiểu này lắm người ta cũng hút nữa. Nấu cả con. Ngon, có gì ghê. Mọi em mình ăn mãi quen. Này nấu chín là đỡ. Kiểu ăn cá nhẹ con đang mang cái cốc này chịu. Ngon chơi. Tôm tép thì ăn được, cá chứ bây giờ làm sự. Tôm thì ăn ngon ngọt. Cá thì chưa ăn lúc nào. Cá to bé chưa ăn, mà ăn cá gỏi thì còn được. Nhảy thì chưa ăn. Hẳn. Nghĩ mà nó ghê ghê xem. Bằng cái cốc này còn cắn mỗi cái đầu mà đùi này còn vẫy vẫy đấy. Ôi giời. Xem ghê quá. Cảm giác thôi chứ nếu mà đầy đủ gia vị ăn chắc vẫn được ạ. Ghê lắm. Chỉ loại to hẳn đấy, ăn lạnh lạnh đấy thôi chứ. Chắc chứ. Không thì phải lấy cái bơm mà bơm vào trong trong mồm nó cho nó ngấm tất vào trong bụng. Được chưa? Nghe cắn một phát, ăn lại ngon nhỉ? Cắn phát đầu nó còn lôi ra còn lòi cả ruột ra theo. Úi xem cái gì bố vậy. Cũng hốt đấy. Này chả ăn mình gọi là phí cơ. Đồ rừng ngon này làm chín hết rồi. Ngon nhất là đồ rừng gì nữa. Vắt à? Ừ. Em thiếu nhi. Chú con này to thế. Nhé. Con này con đầu tiên sao nhỉ? À con lúc cứ lại sao nhỉ? Con thứ hai. Cái trơn. Con này tại lúc mà hẹp cái ninh hai con này đâm ra nó bị nhử mất nhỉ. Nhử. Cái trơn là chín nhanh. Thôi anh em mình xin dừng máy luôn mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Cố chiến đấu hết cái số này đi xong ăn cơm. Ăn cơm anh ui, em. Con này em gọi. Con em gọi là bướm lạ. Chè. Ủa ghê chưa. Bướm gì mà to thế. Úi dục. Này chả cái dám cầm chứ. Lấy lá, lấy lá, để